Chào mừng cô chú anh chị em mình đã quay trở lại với kênh bếp nhà Mai Ngọc. Xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm với em món bánh từ chuối xanh nha. Chuối xanh ở đây em sử dụng là chuối già hương. Nãy chuối này hôm bữa em đã có làm một món bánh rồi. Đây là món thứ hai em làm từ cái nải chuối xanh này nha. Để làm được món bánh này thì mình có là chuối xanh mình luộc xong rồi mình sẽ nghiền nhuyễn ra. Cái cách luộc chuối như thế nào để cho nó nhanh chín và chín nó mềm nó thơm hơn thì em có chia sẻ clip trước rồi. Cô chú anh chị em mình có quan tâm thì xem lại clip trước giùm em nha. Chuối nấu xong rồi, mình lột vỏ, mình gỡ hết mấy cái chỉ, xong rồi mình lấy cái nĩa nè, mình nghiền ha. Nghiền khi nóng luôn nha mấy chị, để nó sẽ dễ hơn nếu như mà mình để nguội á, chứ chuối nó cứng lại mình sẽ khó nghiền hơn đó. Làm cái món bánh này á thì cái độ nhuyễn của chuối mình nghiền ra cũng không có cần phải nhuyễn lắm. Chỉ cần tương đối như thế này là được rồi nè. Và mình sẽ có thêm một số nguyên liệu nữa nha. Ở đây là mình sẽ có một ít dừa gám vỏ, dừa nói vừa tới á. Không già quá cũng không non quá. Mình có thêm là nửa chén đường cát vàng, nửa muỗng cà phê muối. Dừa thì mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, thích ăn ít thì mình cho ít. Em mua 10.000 người ta nạo sẵn như thế này nè. Mình sẽ cho dừa vào một cái thau, xong rồi mình cho muối, đường vào mình trộn đều lên luôn nha. Còn có thêm cái nguyên liệu này nữa, đó là hành lá sắc nhuyễn. Nếu ai thích mùi hành lá thì mình hãy cho vào, còn không thích thì mình bỏ qua nha. Để tăng thêm hương thơm cho cái món bánh của mình thì mình có thể cho vô đây thêm một ống đường thơm nữa. Còn ai không thích cái mùi đường thơm thì mình có thể bỏ qua nha. Đây là vani bột á mọi người. Xong rồi mình đeo bao tay vô, mình trộn cho nó dễ ha. Trộn đều lên. Sau khi đường và muối, tất cả các nguyên liệu nó đã hòa lẫn lại với nhau hết trơn rồi thì mình sẽ cho cái phần chuối mình nghiền nhuyễn vào nè. Cho chuối vào, mình tiếp tục mình trộn cho nó đều luôn nha. Cái món này á thì ngày xưa cũng được ăn nhiều lắm. Tại vì ở quê mà cũng không có bánh trái gì nhiều giống như hiện tại bây giờ. Cho nên là lâu lâu mình làm lại thì thấy nó lạ vậy thôi. Chứ ngày xưa là những cái món như thế này thì nó rất là phổ biến luôn. Tại vì nó cũng dễ làm nhanh, và nguyên liệu thì nó cũng rất là dễ tìm. Không có gì cầu kỳ phức tạp hết trơn á. Chỉ có chuối xanh nè, dừa với ít đường, ít muối, ít hành á là mình trộn lại thành một món ăn ngon rồi. Rồi mình sẽ trộn đều lên là cơ bản mình đã xong cái món bánh này rồi đó. Này em sẽ làm cho nó cầu kỳ thêm một chút xíu nữa ha. Mình có cái khuôn silicone nè, mình sẽ cho cái phần bánh của mình vô đây để mình tạo hình cho nó đẹp. Còn không thì mình có thể do tròn là được rồi ha. Cho phần bánh vào khuôn rồi mình nhẹ nhàng mình ấn cho nó đều ha. Rồi mình sẽ lấy ra là mình tạo hình được cái bánh của mình nhìn nó sẽ xinh xắn hơn. Rồi bánh của mình tạo hình được như thế này nè.
cái món bánh này mình có thể ăn trực tiếp như thế này luôn, hoặc giả là mình có thể cuốn bánh tráng với một ít thịt luộc nữa cũng rất là ngon, hoặc giả là mình cứ cuốn bánh tráng với một ít gạo thôi cũng rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Chắc hẳn đây là món bánh mà tuổi thơ của rất là nhiều người đã từng được ăn qua, đặc biệt là những cô chú anh chị em mình ở những vùng quê thì với những món bánh đơn giản như thế này đã không còn xa lạ nữa rồi. Nhưng mà em cũng biết chắc chắn là đã từ lâu rồi không được ăn lại ha. Nhà mình đang có chuối xanh thì làm lại đi nha. Giờ em có một ít nước tương, bỏ vô một chút xíu ớt, một chút xíu tương ớt cho nó kẹo kẹo lại nè, kèm thêm những loại rau ăn sống nữa nè. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà ăn rất là ngon. À đặc biệt á, là trong cái gạo ăn á, thì mình không thể nào mà thiếu cái hẹ nha. Cái mùi hẹ nó sẽ làm cái món mình đặc trưng ngon hơn rất là nhiều luôn á. Nếu ai mà có thịt luộc, thịt khìa hoặc là tôm luộc nè thì mình ăn kèm nữa thì rất là ngon. Ở đây thì em chỉ có như vậy thôi, mình bỏ vào một ít chuối như thế này nè, rồi mình cuộn lại, ăn rất là ngon luôn nha mấy chị. Rồi xin mời cô chú anh chị em mình cùng ăn với em nha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em ạ. Nếu thấy video hữu ích đó, cho em xin một lượt đăng ký kênh với nha, để em có thêm nhiều động lực tìm ra những cái món ăn tuổi thơ đã bị bỏ quên từ lâu rồi nè. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều luôn nha. Còn đây là món bánh chuối hấp từ chuối xanh nè, em đã chia sẻ từ video trước. Cô chú anh chị em mình có quan tâm thì mình xem lại video trước giúp em nha. Món bánh này ăn cũng rất là ngon luôn, dẻo dẻo dai dai sần sật, rất là ngon, rất là cuốn luôn nha. Chấm thêm một ít nước cốt nữa, ngọt béo nè. Đó, mình tìm lại cái hương vị của ngày xưa nha.